Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với Lay Single Loop. Hôm nay Lay Single Loop sẽ làm một cho anh em một combo đặc biệt, một combo siêu phẩm cho anh em nào yêu thích, đam mê và đang sử dụng xe Valeo nha anh em. Thì combo mình đang muốn nói tới như trên màn ảnh anh em đang thấy, thì combo này thì nó bao gồm nhiều món. Mình sẽ đi vào chi tiết từng món một để anh em có cái nhìn khái quát hơn, tổng quát hơn về cái bộ combo siêu phẩm này anh em nhá. Và lưu ý là cái bộ combo này chưa từng có và chưa từng ai làm anh em nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái combo đầy đủ cho anh em nào muốn độ một cái xe Valeo Zin để lên đồ chơi sao cho đẹp anh em nhá. Thì đây, đầu tiên mình sẽ giới thiệu với anh em một cái Mica bảng số. Thì cái Mica bảng số này là Mica hàng chính hãng nhá, hàng chính hãng vũ trụ anh em nhá. Thì cái Mica này thì nó 7 màu, thì khi anh em gắn lên xe thì khá là đẹp. Khi anh em mua cái bảng số này về thì anh em không cần phải mua thêm bất kỳ một cái gì nào đó khác nhá, chỉ cần cho biển số lên và gắn lên xe thôi. Đây, đây là cái phần khung viền, nổi bật cái phần khung viền nên là rất là đẹp anh em nhá, 7 màu. Khi anh em đi ngoài nắng thì nó sẽ tạo ra những hiệu ứng ánh sáng màu cực kỳ đẹp nhá. Đây là bảng Mica bảng số 7 màu. Đây là phần sau của nó, bát gắn ngược lên nhá, có đầy đủ hết, anh em mua về anh em gắn cho biển số vào gắn lên thôi, đầy đủ khung viền Mica với ốp nhá. Đây, đây là khung biển số 7 màu. Tiếp đến mình muốn giới thiệu với anh em đó là che két nước, một cái sản phẩm không thể thiếu khi trang trí trên xe cho anh em. Thì che két nước này là che két nước titan nha anh em nhá. Thì chất liệu của nó nhìn khá là đặc biệt và tốt, khi anh em gắn lên xe nổi bật hẳn cái xe anh em lên luôn nhá. Đây là che két nước titan và mình thấy nhận thấy là rất ít anh em mà sắm cái thường thường ấy, anh em ấy mua che két nước này thì nó cũng đơn giản rồi, nhưng mà khi anh em mua combo này của shop thì shop sẽ đi bán kèm thêm một vài con ốc GL5 hoặc là titan để cho khi anh em gắn lên che két nước thì nhìn nó sẽ nổi bật hơn so với anh em gắn sẽ thông thường. Đây, ba ốc đây, đây màu titan đây nhá, nhìn khá là đẹp. Còn anh em có thể kết hợp với màu lục bảo, thì như mình nhận xét những cái này thì nên chơi màu lục bảo hơn vì nó sẽ nổi bật hơn. Đây anh em ạ, đây nhá, và nó có thêm mấy cái bát để gắn nữa. Đây, đây là che két nước Valeo titan, đường phay CNC, đường nét rất là sắc sảo anh em nhá. Khi anh em đầu tư một cái món che két nước này đáng đồng tiền bát gạo nha anh em nhé. Tiếp đến không thể thiếu khi anh em trang trí xe Valeo đó là bảng tên. Đây mình có hai kiểu cái bảng tên, một là bảng tên titan, hai là bảng tên 7 màu. Anh em có thể nhận thấy hai bảng tên này khác nhau, một cái là nó theo tông màu titan, một cái là nó kiểu nấp nánh nhiều màu. Thì bên trên là 7 màu, dưới là titan. Còn đây thì như trên thị trường thông thường bán thì chỉ bán bảng tên hoặc là kèm báp, nhưng mà anh em nào kiểu chơi xe ấy, thì thông thường là phải kiếm thêm ốc GL5. Thì đây ở shop mình sẽ bán kèm thêm ốc GL5 nữa cho anh em, để anh em đỡ phải mất công đi kiếm ở nhiều chỗ. Màu titan hoặc màu lục bảo tùy vào anh em lựa chọn, và có để gắn cái bảng tên này lên thì anh em cần phải có thêm hai con tán, hai con tán này nằm phía sau, thì anh em có thể mua con tán lẻ hơn cũng được. Thì bên mình thì bán thì chỉ bán con tán GL5 luôn cho anh em nhé. Thì đây, đây là con tán này đó,
để gắn con ốc GL5 lên thì anh em phải có con 8 đó. Thì anh em nào thích màu lục bảo hay thích màu titan thì có thể nhắn tin cho shop mình, thì shop mình có đầy đủ màu nhé, tùy anh em kết hợp thôi, anh em thích màu nào thì anh em có thể gắn màu đấy lên thôi, chứ không nhất thiết là phải gắn lên như mình nhá. Mình thì chỉ gắn lên để review, để cho anh em thấy cái nhìn trực quan khi gắn hai con ốc này nên nhìn sẽ như nào nhá. Thì đây là một trong những món đồ mà anh em kiểu chơi xe bay ô trang trí không thể thiếu anh em nhá, khá là nổi bật. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu với anh em một cái Oppo. Đây, đây là Oppo cho xe Vario và làm bằng nhựa cao cấp nha anh em, nên độ bền cực kỳ cao nhá. Để đi kèm với cái Oppo này thì nó có thể anh em mua màu titan hoặc màu ốc màu lục bảo. Đây là màu titan này. Ngoài ra anh em có thể chọn phân loại màu lục bảo hoặc màu xanh tím hoặc màu xanh lục bảo nhá. Đây là màu lục bảo này, đây là màu xanh xanh lục bảo này. Đó. Thì đây là cái ốp titan trang trí, ốp nhựa Vario trang trí. Thì ngoài màu đỏ ra thì bên mình còn rất nhiều màu khác. Vì cái khổ video nó có hạn nên mình chỉ review, và nó có nhiều quá nhiều món nên mình chỉ review một màu tượng trưng của cái Oppo đấy nhá. Thì anh em nào thích màu nào thì có thể lựa màu đấy. Bên mình còn có màu vàng, chẳng hạn như một số màu như màu vàng, màu bạc, màu trắng, màu đen, màu cam chẳng hạn. Thì anh em nào tùy vào sở thích, tùy vào cái màu sắc của xe, anh em lựa chọn màu sao cho phù hợp nhé. Đây, đây là Oppo cho xe Vario kèm ốc GL5 nhé. Cái ốc titan hoặc lục bảo, chất liệu chung là GL5. Thì mình sẽ xin giới thiệu anh em nào chưa biết thì ốc GL5 là ốc cứng hơn sắt, nhẹ hơn nhôm và độ bền cực kỳ cao nha anh em. Nên màu bằng cách điện phân nên độ phai màu của nó, nên độ bền màu nó bền cực, bền anh em nhé. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu với anh em một cái siêu phẩm về tem trang trí, đó là tem titan. Thì bộ tem này thì như các bạn đang thấy thì nó có rất là nhiều hình, rất là nhiều mẫu, và chủ đạo của nó sẽ là chữ Vario màu titan. Thì anh em nào chơi xe thì như mình thấy chơi nguyên bộ tem này lên thì cũng khá là nổi bật anh em nhé. Và bộ tem này giá thành của nó cũng khá là rẻ chứ không đắt, nó chỉ không bằng một cái chữ Vario khi em mua chữ titan nhá, không bằng 1/3, 1/4. Thì anh em chơi xe cân nhắc có nên mua cái sản phẩm này hay không anh em nhá. Như mình nhận xét riêng ấy thì cái bộ tem này để trang trí lên xe thì cực cực kỳ đẹp, mà giá thành lại rẻ nữa anh em ạ. Như mình đầu tư Vario thì chắc chắn mình sẽ mua thêm bộ tem này anh em nhé. Thì bộ tem này anh em lưu ý là bộ tem nổi phủ một lớp titan. Đây, anh em nào nó có nhiều hình khác nhau ấy thì anh em có thể dán ở nhiều chỗ khác nhau để làm sao cho nổi bật xe của anh em nhất đây anh em nhé. Tiếp đến mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái mặt nạ. Mặt nạ này là bằng nhựa ABS chống nóng, độ bền cực kỳ cao nhá anh em ạ. Thì cái mặt nạ này thì cái phần ốc ấy thì nó gắn ở phía trong và sâu nên mình sẽ không kết hợp với ốc GL5 nữa. Thì mặt nạ này thì nó có nhiều màu, màu đỏ, màu trắng, màu xanh dương, màu ấy bạc chẳng hạn như thế. Thì anh em tùy vào cái xe của anh em lựa chọn màu sao cho phù hợp nhá. Thì mình cũng cho cái mặt nạ này mình cũng chỉ giới thiệu một cái màu tượng trưng thôi. Đây, đây là cái mặt nạ của mình đây. Tiếp đến mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái cặp tay thắng. Tay thắng này là tay thắng sắc power nha anh em nhé. Thì đây là kiểu dáng của nó như này, nhưng mà trên tay mình đang cầm là quả Exciter, và kiểu của Vario mình cũng có nhá.
Nhưng mà hiện tại thì bên mình đang kiểu cháy hàng rồi và đang trong quá trình nhập hàng về. Nên mình sẽ kiểu review cái kiểu dáng của cái tay thắng cho anh em xem rồi nhá. Thì đây, đây là tay thắng Sắc Power. Anh em nào cần đầu tư cái này cho xe Vario thì mình cũng thấy là một đồ chơi trang trí khá là rẻ và hợp lý. Chất liệu bằng nhôm nhá, nhôm phay CNC. Và tay thắng này tay thắng 6 số nha anh em nhé. Đó, đây là tay thắng. Tay thắng này cũng có nhiều màu. Thì anh em nào thích màu nào, phù hợp màu xe thì anh em nào cần màu nào thì cứ nhắn shop nhá để shop gửi chuẩn màu cho anh em nhé. Chẳng hạn như tông màu của anh em xe là màu vàng chẳng hạn thì anh em lưu ý với shop là đi hết tông màu màu vàng. Tiếp đến mình muốn giới thiệu anh em đó là bình dầu thắng 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 đĩa anh em nhé. Thì bình dầu này là bình dầu Blambo đây này, Blambo đây là cái logo ở Blambo này, khá là nổi bật. Và thông thường anh em chơi xe bây giờ hay trang trí ở trên phần tay thắng thì để đi kèm với bình dầu này, thì bình dầu này thì không còn lạ lẫm gì với anh em ở trên thị trường nữa rồi. Nhưng mà shop mình bán một combo đặc biệt trên thị trường ít người bán anh em nhá, và rất là hiếm. Vì khi anh em kiểu chơi xe mà muốn trang trí ấy thì anh em chỉ muốn kiểu mua một cái phụ kiện nào đó về mà đủ luôn, đủ để anh em mua về chỉ gắn lên xe thôi, không mất công đi kiếm cái này kiếm cái khác, nó lằng nhằng mất công mà nó mất thời gian của mình. Thì đây, để hiểu được nỗi lo của anh em thì shop mình bán một combo mà anh em mua về chỉ cần gắn lên xe là xong. Đây là ốc lục bảo này và con tán gắn vào một cái bình dầu và Dambo. Trên bình dầu nó có hiển thị mắc min làm mà cái phụ kiện trang trí khá là nổi bật anh em nhé. Để đi kèm với bình dầu này thì anh em cần một cái bát, thì ở đây mình bán phụ kèm theo đó là bát titan và ốc lục bảo hoặc là ốc titan tùy anh em chọn nhé. Màu thì cái này nó cũng có nhiều màu nên anh em cứ thoải mái lựa chọn màu nhé. Đó, đây là bình dầu Bembo nhá. Ngoài ra anh em nào cũng muốn một cái bình dầu mà mẫu khác thì anh em có thể lựa bình dầu Nissin trong suốt, còn đây là xám khói, nó cũng mắc min, hiển thị mắc min như ở kia. Và bát bình dầu cũng là bát titan, ốc thì có thể là ốc titan hoặc lục bảo như là cái mẫu mình mới xem cho anh em nhá. Đây, đây hai mẫu này, một là mẫu bình dầu Nissin, hai là mẫu bình dầu Bembo, phụ kiện đi kèm của nó là bát titan kèm ốc GL5. Một phụ kiện không thể thiếu trên xe của anh em để treo những vật dụng khá là tiện lợi. Thì đây, hiểu được nỗi lo của anh em thì bên shop mình cũng bán kèm thêm đó là một cái móc treo đồ, móc treo đồ này móc treo đồ titan kèm theo ốc GL5 anh em nhá. Móc treo đồ titan thì nó cũng không còn xa lạ gì với anh em nữa rồi và quá nhiều anh em kiểu sử dụng rồi. Nhưng cái móc treo đồ này mà anh em đi kèm với ốc GL5 hoặc ốc GL5 titan hoặc lục bảo thì mình thấy cực kỳ ít anh em chơi và khi gắn lên xe nó cũng rất đẹp anh em nhá. Đây anh em có thể thấy. Mình thì mình không có sẵn xe để gắn trực tiếp lên để review cho anh em thì cái đấy nó cũng hơi là đáng tiếc, nhưng mà mình dám khẳng định với anh em là khi gắn bộ combo này lên xe thì anh em xe anh em thay đổi hẳn bộ mặt luôn nhá. Đấy là điều chắc chắn, không ai mà muốn mất tiền bỏ ra mà kiểu trang trí xe mà lại không đẹp cả anh em ạ. Thì chắc chắn là cái bộ combo này của mình bán là cực kỳ hữu ích với anh em và gắn lên xe thì rất là đẹp anh em nhé. Tiếp đến đấy là mắt mèo phản quang. Thì mắt mèo này để đi kèm mắt mèo này thì nó sẽ có hai cái bát, thì cái hai bát này thì phần ốc của nó ở phía sau nên mình sẽ không bán kèm với ốc GL5 nữa. Thì cái mắt mèo này thì là mắt mèo trang trí, thì như mình thấy anh em ở qua bên mình chơi xe ấy,
thì đang khá là gần như anh em nào cũng có gắn thêm một cái bộ mắt mèo này, vì bộ mắt mèo này kiểu là một cái bộ sản phẩm trang trí, khi đi vào ban ngày thì có thể nó không nổi bật, nhưng mà khi đi vào ban đêm thì nó sẽ nổi bật cái xe của anh em lên nhá. Cái này là cái phản quang khi anh em đi ban đêm thì nó tạo ra những hiệu ứng ánh sáng để nhận biết xe anh em nhá, khá là đẹp. Đây anh em ạ, đây là bộ ba của nó nhá. Thì cái mắt mèo này thì nó cũng có nhiều màu, như là màu đỏ này, màu vàng này, màu cam này, màu xanh dương chẳng hạn, thì tùy vào sở thích anh em. Anh em nào thích màu vàng thì đặt màu vàng, anh em nào thích màu đỏ thì đặt màu đỏ anh em nhé, không nhất thiết là phải ấy màu như anh em như mình giới thiệu. Tiếp đến mình sẽ giới thiệu anh em một siêu phẩm nữa, một siêu phẩm về tay lái, tay ga, một siêu phẩm về cùm. Đây là cùm Domino nhá, kèm thêm dây ga, ống dây ga này, kèm thêm dây ga nhá. Thì bộ cùm Domino này thì hiện tại cũng đang là khá là hot hiện nay và được nhiều anh em biker tin dùng, vì nó là một cái bộ phụ kiện khá là lẻ trong tầm giá và độ trang trí của nó rất là cao, rất là đẹp anh em nhá. Đây là bộ cùm Domino thì nó có hai cái này là hai cục 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 này là cục tăng tốc nhá. Đây là cùm tăng tốc Domino, hai cục này gắn dây ga của anh em để tăng cái, hai cục này có tác dụng là tăng cái vòng ga của anh em để anh em kiểu tăng tốc khi bạn, giả sử đáng ra anh em vặn khoảng 5-10 cm mới hết vòng ga của anh em, thì khi anh em lắp cái cục này vào thì nó sẽ giảm, anh em chỉ cần vặn khoảng tầm 2,5 cm thì nó hết vòng ga rồi anh em ạ, ví dụ như thế. Còn đây để đi kèm với cùm này thì như anh em biker bên mình hay mua kèm thêm trang trí thêm, đó là một cái ống ống ga Domino nha anh em nhá. Đây là ống ga Domino rồi này, đó Domino nhá. Thì ống ga này nó cũng có nhiều màu, tùy vào màu của anh em nào lựa chọn sao cho phù hợp nhất nhá. Thì bên mình cũng có nhiều màu sắc để cho anh em lựa chọn, có thể có nhiều lựa chọn hơn cho một cái bộ combo này anh em nhé. Thì siêu phẩm này thì bên mình đang bán cũng khá là lẻ chứ không đắt anh em ạ. Thì anh em nào cần mua thì có thể tham khảo bên shop mình nhá. Tiếp đến một cái sản phẩm đi kèm với đầu xe khá là nổi bật, trang trí khá là đẹp của xe Vario mà mình muốn giới thiệu với anh em, đó là một cái mão đầu xe. Đây là mão sói Vario. Thì thông thường anh em gắn mão ấy, mua cái mão này ấy thì không còn xa lạ gì với cái mão này nữa, nhưng cái mão này nó đi kèm với con mắt trang trí như trên video anh em đang thấy thì rất ít anh em ở trên mạng hay rất ít nhà bán hàng đang hiện hành đang bán anh em nhé. Thì cái này là cái shop mình bán gần như là cái mà kiểu lạ độc mà kết hợp cực kỳ hay anh em nhé, trang trí rất là đẹp. Đây cái mão này, đây mão này là mão đen bóng nha anh em nhé, và giá của nó dao động thì nó cũng khá là rẻ thôi, khoảng tầm 50-60 ngàn thôi. Anh em đã sở hữu một cái mão như này thôi, anh em gắn cái mão này lên thì có thể gắn bằng cách dán keo 3M, thì ở nhà sản xuất có tặng hai cái miếng này, nhưng mà anh em muốn chắc hơn thì anh em có thể mua thêm keo 3M để dán thêm, hoặc anh em có thể khoan lỗ này, đây là có hai vị trí này khoan lỗ gắn ốc trang trí GL5 lên đó, gắn ốc GL5 hoặc là ốc lục bảo lên thì để nó chắc chắn hơn và trang trí cũng rất là đẹp này anh em nhé. Tiếp đến mình muốn giới thiệu với anh em một sản phẩm khá là tiện dụng cho anh em đi phượt mà không thể thiếu anh em nhé, đó là một cái giá đỡ điện thoại. Thì giá đỡ này thì bên hiện tại bên shop mình đang có hai màu là màu đen và màu vàng.
Đây giá đỡ điện thoại này. Thì giá đỡ điện thoại này thì nó là giá đỡ bằng kim loại nên độ kẹp và bộ độ bám chắc của điện thoại khá là chắc chắn anh em nhé. Đây mình có thể gắn điện thoại cho anh em xem nhá. Đó, cái này tùy vào anh em chỉnh gắn được nhiều cái điện thoại nào cũng có thể gắn được nhá. Mình lưu ý là điện thoại smartphone nào cũng có thể gắn được, trừ mấy điện thoại đen trắng anh em nhá. Nhiều anh em cứ bảo là mình bảo là điện thoại nào cũng gắn được trong kiểu gây khó dễ, bảo cầm mấy điện thoại đen trắng nên bảo gắn được, thì cái mấy cái đấy là mình lưu ý là trừ cái điện thoại đen trắng, có tất cả những điện thoại smartphone hiện hành bây giờ đều gắn được hết anh em nhá. Đây là một cái vật dụng về một cái giá đỡ không khá tiện lợi cho anh em đấy anh em ạ, khá chắc chắn và có thể xoay được tùy vào cái góc độ anh em nhá. Anh em nào ưng cái kiểu như nào, nhìn như nào hợp lý thì anh em thấy thôi, anh em xoay thôi. Còn đây là nó có cái chốt cố định này cực kỳ chắc nhá, chống trộm cướp. Khi anh em gắn cái này lên thì giả sử là nó không, nó kiểu sẽ chắc chắn và nó không như mấy cái giá đỡ bằng nhựa thông thường anh em mua nhá, thì giá đỡ này cũng khá là lẻ nhưng mà rất là hữu ích cho anh em nào hay đi đường xa, hay là hay dùng bản đồ khi đi xe máy, hoặc là hay nghe điện thoại bằng mà kiểu mình không muốn cầm điện thoại mình nghe bằng tai phone chẳng hạn, thì mình để điện thoại lên đây cũng khá là hữu ích nhá, rất thích hợp cho anh em nào hay đi phượt. Và cuối cùng mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái sản phẩm khá là đẹp khi trang trí lên xe của anh em. Một sản phẩm này là trang trí đèn cho anh em nhé. Đấy là một cái bao tay, đây bao tay Rizoma, mà bao tay này bao tay gù xoay có led anh em nhé, có đèn led, anh em lưu ý là có đèn led nhá. Mình sẽ mở hộp cho anh em xem. Đây đây là màu vàng, thì bao tay này cũng có nhiều màu nhá. Phần phía này thì được quay bằng zoom CNC nên đường nét góc cạnh của nó khá là đẹp. Đây cũng thế, nó có nhiều cái phân mảng màu, phân mảng ấy nên nhìn khá là đẹp, và khi anh em đấu điện lên thì nó cái phần nét này nó sẽ sáng, nét này nó sẽ sáng anh em nhé. Nó có nhiều màu nhá, nhiều màu nét luôn nhá. Thì cái anh em lưu ý cái màu nét này ấy là nhà sản xuất người ta kiểu ra ngẫu nhiên, nên anh em lưu ý khi mua bao tay bên mình nhá, chỉ được chọn được cái màu màu của cái viền này, màu vàng là màu xanh là màu đen chẳng hạn, nhưng cái nét này bên mình không đổi được màu nét nhá, vì cái này là cái nhà sản xuất người ta làm sẵn như thế rồi, chẳng hạn như màu vàng thì nét màu vàng chẳng hạn, màu xanh nét màu đỏ chẳng hạn, thì cái này là cái nét ngẫu nhiên nhá, mình không lựa chọn được nhà sản xuất người ta sản xuất như nào thì mình gửi đi cho anh em như thế thôi. Còn màu sắc của cái bao tay ấy thì bên mình có nhiều màu nhá. Đây mình sẽ gắn điện lên cho anh em xem trực quan như nào nhá. Đây là một cái sản phẩm khi mình đấu điện lên rồi đó, đấu điện cũng khá đơn giản thôi, đấu hai nguồn dương âm là ok thôi, không có gì hết đó. Thì để mua cái bộ combo này thì anh em có nào ở gần bên shop mình thì có thể qua trực tiếp shop mình để xem trực tiếp hàng thật, video thật và gắn lên xe trực tiếp để xem có đúng như mình nói là đẹp hay không anh em nhá. Mình đảm bảo với anh em khi gắn bộ này lên xe thì sẽ thay đổi bộ mặt của xe anh em và rất là đẹp anh em nhá. Thì anh em nào có ở gần thì có thể qua trực tiếp lên shop mình tại số 21 Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, shop Lacing Group, shop Thế Giới Đồ Chơi Xe và Công Nghệ anh em nhé. Hoặc là anh em nào ở xa mà không thể qua shop mình được thì có thể đặt hàng online trực tiếp. Thì bên mình có đang ở trên một số sàn thương mại điện tử như là Shopee, Sendor, Lazada, Tiki,
thì anh em nào cần đặt mua cái bộ combo siêu phẩm này thì anh em có thể đặt trên đấy anh em nhé. Thì bên mình có bán hàng ở đăng bài ở trên nhiều sàn thương mại điện tử khác nhau, thì anh em nào quen dùng sàn nào thì có thể nhắn bên mình để bên mình gửi link cho anh em nhé. Thì anh em này nào mà kiểu ở xa mà muốn đặt không qua mới sàn thương mại điện tử thì có thể nhắn tin trực tiếp gọi cho bên shop mình, số Zalo là 0973 678 271 thì sẽ có nhân viên bên mình tư vấn cho anh em nhé. Và anh em lưu ý khi anh em này mua bộ combo của bên shop mình thì sẽ được free ship toàn quốc anh em nhé. Còn anh em nào đặt trên một số sàn thương mại điện tử thì nó sẽ vận chuyển ấy, thì nó sẽ tùy vào chính sách của nhà vận chuyển anh em nhé. Thì đây thì mình mới review cho anh em tất cả những sản phẩm mà đang hiện hành ở shop mình mà kết hợp với trang trí xe radio cực kỳ đẹp anh em nhé. Nếu thấy video hay thì anh em hãy like share và ấn subscribe ủng hộ shop mình nhé, để xem những video mới nhất ở bên shop mình. Chào tất cả các anh em nhé.